Quế Vân nổi đóa khi bị mỉa mai vụ giấc mơ sai, ca sĩ HH không giật chồng. Sáng 20 tháng 3 vừa qua, Quế Vân đăng dòng trạng thái được cho là liên quan đến tin đồn giật chồng của nữ ca sĩ trẻ HH. Theo đó, Quế Vân nằm mơ đàn em này bị đổ oan cướp chồng và phán đoán dường như dân mạng đang đồn nhầm. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bài đăng của bà mẹ ba con đã bị ẩn hoặc xóa khỏi trang cá nhân. Điều này khiến dân mạng cho rằng Quế Vân quay xe, nhất là khi loạt ảnh thân mật của HH và một đại gia U60 bị tung khắp cõi mạng, cho thấy dấu hiệu tiểu tam. Bị móc mỉa nói hớ, Quế Vân lên tiếng làm rõ sự việc vào chiều 22 tháng 3. Cụ thể, chân dài khẳng định cô nằm mơ HH bị đổ oan cướp chồng Hòa Minzy, chứ không ngờ vụ này quay ngoắt 180 độ là nhân vật khác. Còn status cũ Quế Vân không xóa mà chỉ để ở chế độ bạn bè mới xem được. Các em giống cái chợ vỡ thật đó chứ. Sáng các em đồn người ta cướp chồng Hòa Minzy, chiều các em đồn người ta cướp chồng Đàm Thu Trang, nhưng sự thật đến tối mới phơi bày. Vậy chị biết sai à? Cô ấy có cướp chồng bé Hòa không? Đúng đúng không nào? Vậy chị viết đúng, mơ đúng còn gì, chị có xóa status đâu, chị để nguyên trong Facebook chị mà. Chỉ là tầm cỡ bạn bè mới xem được, còn các em tuổi gì. Tái bút, còn chuyện cô ấy cướp chồng của ai chị không quan tâm, xã hội này của mỗi con người quyết định số phận, làm sai thì họ gánh, làm đúng thì họ hưởng, thế thôi. Chị hay mơ nên chị viết lưu lại xem giấc mơ chị chuẩn 100% không thôi, các em đừng xuyên tạc não bộ của người tử tế, ok nhé, chị chào các em, Quế Vân chia sẻ. Ở diễn biến khác, những bức ảnh tình tứ giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân liên tục được lan truyền phát tán trong đêm mà không rõ ai là người đứng sau việc làm này. Cách pose dáng vô cùng ngọt ngào, nắm tay vai kề vai, trao nhau những nụ hôn, thể hiện tình anh em nương tựa của hai người. Trong những bức ảnh bị phát tán, cả hai rất tự tin nhìn vào ống kính tạo dáng như đang chụp hình kỷ niệm. Hàng loạt siêu thám tử online đã lập luận truy lùng danh tính người leak ảnh. Có nguồn tin cho rằng những hình ảnh trên do chính vợ của đại gia Hồ Nhân nắm giữ và phát tán. Người khác lại nghi vấn nguồn gốc chính từ chiếc điện thoại Hiền Hồ từng thông báo mất trước kia. Nhiều lập luận phân tích nhưng chưa thể chắc chắn điều gì cho đến khi có câu trả lời từ người trong cuộc. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn nhưng ngay khi vụ ồn ào nổ ra, nhiều người đặt câu hỏi, anh em nương tựa vào nhau bao nhiêu năm rồi? Dựa vào một loạt ảnh mới bị lộ của Hiền Hồ, các thánh soi đã vào cuộc và nhanh chóng phát hiện về khoảng thời gian hai người quen nhau. Trong bức ảnh chụp cận mặt, kề vai, áp má của Hiền Hồ và vị đại gia, cư dân mạng đã soi được nữ ca sĩ từng mặc quần áo và trang điểm hao hao như vậy trên TikTok cá nhân cách đây 3 năm. Từ kiểu cách ăn mặc, độ dài và kiểu tóc, có thể thấy rằng bức ảnh chụp bên đại gia U60 và clip Hiền Hồ tự đăng là vào cùng một thời điểm. Vậy nếu điều đó là chính xác, thì Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân đã ở âm thầm bên nhau ít nhất 4 năm rồi. Có thông tin cho rằng vào thời điểm năm 2020, cặp đôi đã đi du lịch tại một khu resort sang trọng bậc nhất. Hiền Hồ thậm chí còn chẳng ngần ngại dắt chị em ruột đi cùng. Đáng nói khu resort này chỉ tiếp đón những người ở giới thượng lưu và chưa chắc có tiền đã vào được. Giữa tâm bão scandal tình ái, Hiền Hồ đã bị hủy show sau khi cư dân mạng kéo vào trang web của đơn vị tổ chức buổi biểu diễn để lại bình luận trái chiều. Theo đó, nhiều người kêu gọi kéo lên Đà Lạt để xem Hiền Hồ biểu diễn, nhưng cũng có không ít ý kiến khuyên cô nên rút khỏi show này để họ thưởng thức trọn vẹn giọng hát của ca sĩ Vũ. Nhiều nhất vẫn là những ý kiến cho rằng ban tổ chức chương trình không nên mời một ca sĩ đang vướng lùm xùm đời tư đến biểu diễn. Theo một bộ phận cộng đồng mạng, sự có mặt của Hiền Hồ sẽ làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ tham gia show diễn này, cụ thể là ca sĩ Vũ. Trước phản ứng của cư dân mạng, đơn vị tổ chức đã thay đổi nghệ sĩ tham gia show diễn ngày 11 tháng 4. Cụ thể, ngoài ca sĩ Vũ, Hiền Hồ sẽ được thay thế bằng nghệ sĩ indie, nhạc của Trang. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ cũng không khỏi thắc mắc Hiền Hồ hiện ở đâu. Đến nay, nữ ca sĩ này vẫn chưa chính thức lên tiếng về lùm xùm tình ái của mình. Khi sự việc ồn ào nổ ra vào tối 19 tháng 3, cô đã lập tức khóa fanpage và sau đó là trang Facebook cá nhân hôm 20 tháng 3. Giữa đêm 21 tháng 3, Hiền Hồ cũng khóa luôn Instagram vốn có hơn 1,7 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Hiền Hồ vẫn tiếp tục khóa toàn bộ bình luận với tất cả MV sau khi lộ ảnh cô ôm hôn một đại gia. Riêng kênh TikTok, Hiền Hồ vẫn mở công khai nhưng đã hạn chế bình luận.